Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh của Quỳnh. Trong video lần này thì Quỳnh sẽ thử một cái sản phẩm cơm tự sôi của Trung Quốc. Thì Quỳnh xem video của anh Lâm Vlog là thấy ảnh hay mua những cái sản phẩm này để mà đi cắm trại. Thì hôm nay Quỳnh đi chợ Nation. Hôm qua Quỳnh đi chợ Nation thì thấy họ giảm giá sản phẩm này 4.98 đồng, coi như 5 đồng. Thì có một số những cái vị khác nhau, nhưng mà tại vì tiếng Hoa không à, mà mình lúc đó cũng không có dùng Google dịch nữa, cho nên là cứ nhìn theo cái hình nào hấp dẫn nhất thì mua thôi. Thì mua thử cái loại cơm này, thì ở đây mình có là từ 10 cho tới 15 phút và có hướng dẫn ở phía cuối. Thì chút nữa mình sẽ dùng Google dịch để xem hướng dẫn, mặc dù là xem trên video của anh Lâm thì thấy cũng chắc cũng biết cách để làm, và cũng có hình ở đây. Bây giờ mình ra thịt. Lý do mà mình muốn thử cái này là để xem coi thứ nhất là cái vị nó như thế nào, với lại thứ hai là cái mức độ tiện dụng của nó, để mà sau này mình có đi đâu chơi xa mình mua cái này mình đem theo cho nó gọn. Rồi có một thịt nướng, cái này là cái gói gạo. Rồi đây là cái nướng. Wow, toàn tiếng Tàu không. Rồi, không biết gì luôn. Miên thai. Và cái gió này là cái gió sôi nè. Và một cái muỗng. Ủa lộn, một cái nĩa. Trời ơi, nói nhầm. Bây giờ chắc mình phải dùng Google dịch để học cho kỹ mấy cái hướng dẫn này, chứ sản phẩm bán ở bên này mà toàn tiếng Hoa không, mà không có được một cái bản dịch tiếng Anh để cho người ta hiểu là làm sao cho đúng nữa. Mình đã xem hướng dẫn xong rồi, thì trong này nó sẽ có hai cái gói nước. Một cái gói này là để mình đổ vô chung với lại cái gói tự sôi này nè, để mình hâm nóng. Rồi cái này gói nước này thì mình sẽ đổ vào cơm, và cái này là cái bịch đồ ăn. Thì bây giờ mình sẽ xé cái gói tự sôi ra trước. Kéo thì lùi. Đây, gạo. Cái hạt gạo nhìn nó cũng hơi lạ nha, nó không có nhìn giống như là nó có áo một cái lớp lớp dầu hay gì, cái cảm giác hơi bóng bóng. Còn cái gói này à, còn cái gói này nữa. Gói này là cái gì ta? À, gói này là giống như là hành rồi à, không, gói rau củ khô, thấy có đậu que với cái này chắc mình cho vào cơm á. Phải nó cần phải có nước. Rồi bây giờ cái này là cái gói đồ ăn. Mùi thơm lắm, mùi giống như là thịt kho tiêu vậy mấy bạn. Đó, mình lộn rồi. Cái gói rau củ khô này đáng lý ra là phải bỏ với cái gói thịt nè. Thôi cỡ nó đi.
lõi. Thơm á. Rồi bây giờ mình sẽ nó sôi được từ từ. Bây giờ cái nước nó cho nó thấm vô trong cái gói này nè. Cái gói này bắt đầu nó sôi. Rồi. Thấy nó đã hết bốc khói rồi, mình nghĩ chắc là được rồi. Thử nè. Đây mình có khoảng 3 cục thịt, 3 4 cục thịt gì đó. Với lại nhìn giống như là nấm. Cơm thì là chín mà mình cũng không biết diễn tả cái hạt cơm này sao nữa, cái cảm giác nó khó xíu, như nó có một cái độ đàn hồi á. Đúng rồi, cái hạt cơm nó rất là lạ luôn, nó không giống như cái hạt cơm mà mình hay ăn, nó có một cái độ đàn hồi, kiểu nó hơi dai dai sừng sực vậy đó. Nhưng mà cái phần thịt này nè thì sốt toàn ăn khá là vừa miệng luôn. Thịt hơi dai dai, ngon. Có thể lần sau mình sẽ mua thử những cái loại cơm khác, chỉ là ăn cái cảm giác đó, cái hạt cơm nó hơi là lạ, cho nên nhiều khi cái tâm lý mình nó cũng không có được yên tâm lắm. Rồi mình thấy họ có bán lẩu tự sôi nữa, nhưng mà nhìn cái bao bì á thì giống như là kiểu như là lẩu tứ xuyên, dạng là nhiều dầu, nhiều ớt á, cho nên là mình không có mua. Chứ nó cũng không giảm giá nữa. Lẩu tự sôi thì họ bán là hình như là 9 đồng. Thì nếu như mà bỏ qua tâm lý sợ hàng Trung Quốc á,
Thì mình nghĩ là cái dạng cơm tự xôi này, nếu mà mình đi chơi, mình đi cắm trại hoặc là mình đi đi cắm trại, đi picnic thì mình mang theo cũng cũng khá là tiện lợi, gọn nhẹ. Thì mình cũng xin dừng video ở đây, mình sẽ ăn cho hết cái hộp này luôn. Bây giờ nó vẫn còn rất là nóng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu như mọi người chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Xin hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.